Chào các bạn, mình là Kính Cẩn và giờ đây mình sẽ tiến hành bốc thăm để tìm ra một bạn may mắn nhất nhận phần quà, bao gồm có một điện thoại Nokia 3310, một đồng hồ và một ví sen 3 dành cho các bạn có chia sẻ video livestream của Tinh Tế trên Facebook hoặc là trên kênh YouTube đều được hết. Và các bạn có để lại bình luận trong bài viết này để tham gia bốc thăm. Đây là các số bình luận của các bạn, thì mình sẽ căn cứ vào bình luận này mình sẽ bốc thăm. Trong đó thì có một game nữa dành cho các bạn có tham gia buổi offline, thì game này đã công bố rồi, công bố trực tiếp ở buổi tối đó luôn. Rồi giờ đây mình sẽ bốc thăm để tìm ra một bạn may mắn nhất nhận cái phần quà này nhé. Rồi mình sẽ bốc thăm đến hết ngày 6. Bài viết sẽ là số 1, bình luận đầu tiên sẽ là số 2. Và chúng ta cùng xem bình luận sau cùng của ngày 6 tháng 6 là của bạn nào nhé. Ngày 7. Ngày 6 bình luận sau cùng là 414. Rồi, giờ đây mình sẽ tiến hành bốc thăm để tìm ra bạn may mắn nhất. 1, 2, 3. Số may mắn đó là số 80. Mỗi trang của chúng ta có 20 bình luận. Vậy là vào trang số 4. Trang số 4. Wow, có bạn này để lại quá rất nhiều bình luận. Mình mở thì thấy trang nào cũng có bạn này hết, nhưng mà bạn vẫn không có trúng giải. Chúc mừng bạn sở hữu số 80. Thì sau khi có kết quả công bố thì mình sẽ nhắn tin trên diễn đàn để cho bạn xác nhận thông tin, cũng như là bạn gửi link Facebook bài chia sẻ để mình kiểm tra. Thì sau khi hợp lệ thì mình sẽ gửi quà đến các bạn. Và các bạn lưu ý là chiếc Nokia 3310 hiện tại chưa có hàng về, thì khi có máy về thì mình sẽ mua và gửi đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.